Trải qua bao nhiêu thay đổi của xã hội và thời đại, chiếc áo dài vẫn luôn là biểu tượng tuyệt đẹp của văn hóa dân tộc, là niềm tự hào của đất nước con người Việt Nam nói chung và của khoa chấn thương chỉnh hình nói riêng. Từ mọi góc nhìn của bác sĩ Nguyễn Đình Trung, khoa cùng tập thể phái mạnh luôn nâng niu và bảo vệ thái đẹp của khoa, cho ra đời làn áo dài để tôn vinh vẻ đẹp của chị em phụ nữ. Như có phụ thân quen vâng quần chờ nhau thiết tha, hơi có phụ dịu dàng và hàng mẹ anh đưa em đi ăn kem buổi chiều. Hãy có phụ dịu dàng và nụ hôn tan em rất mau trong ly chè kem. Cô có nhớ đôi mèo con năm xưa vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hai mẹ cho nhau. Cô có biết câu chuyện yêu vu vơ như thế con mèo dịu hiền thường hay cắn đôi tay tôi. Hơi có phụ dịu dàng và giờ đây sao con mèo ơi đi hoang nơi nào. Hơi có phụ dịu dàng và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem. Áo dài ngày hôm nay đã trở nên gần gũi với tất cả mọi người. Khi ta mặc vào là tự động kết nối với văn hóa và phong cách. Hãy như chú chim xưa đang bay về đâu với ai? Và nhớ có phụ thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha. Hãy có phụ dịu dàng và hàng hoa anh mua cho em bông hoa hồng chờ. Hãy có phụ dịu dàng và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian. Phụ có nhớ đôi mèo con năm xưa vẫn hay nô đùa mỗi ngày và hay hai mẹ cho nhau. Cô có biết câu chuyện yêu vu vơ như thế con mèo dịu hiền thường hay cắn đôi tay tôi. Hãy có phụ dịu dàng và giờ đây sao con mèo ơi đi hoang nơi nào. Hãy có phụ dịu dàng và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem. Hãy có phụ dịu dàng chỉ là dân tộc đẹp mà còn phụ nữ tinh hoa hùng cốt dân tộc với sức mạnh chịu nắng chịu gió chịu bão giông và lửa đạn. Hãy có phụ dịu dàng và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè, ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.